Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng công ty Cờ Bạc Việt sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm chơi sóc đĩa Việt đẳng cấp và cao cấp nhất của cái năm 2020 này. Và tôi nói luôn đây là một siêu phẩm. Với cái sản phẩm này, vì sao tôi gọi nó là siêu phẩm? Vì cái sản phẩm này khi đi chơi, anh em đến bất kể một sân bãi nào, anh em không cần phải luồn quân vị hay chén đĩa gì. Quân vị, chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sới. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi mỗi một cái bộ máy, nó là máy thu quét quân vị báo rung này. Nó là dòng máy S900, nó là sản phẩm cao cấp nhất cho môn chơi sóc đĩa bây giờ. Cái sản phẩm hôm nay tôi giới thiệu đến toàn thể anh em, cũng như giúp tất cả những anh em nào thua tha, anh em lọ lần xa bò, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em đã mất và anh em cũng vào bò một cách an toàn nhất. Cái máy này đi chơi nhá, về nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm này khi đi chơi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi 2 quả pin tiểu. Mỗi lần anh em lắp pin tiểu nhá, mỗi lần lắp pin anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng với cái dòng sản phẩm pin chuẩn nhá anh em nhá. Về nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này, lẻ nó sẽ rung cho anh em một cái, chắc nó rung cho anh em 2 cái. Anh em đến một sân bãi nào đó, anh em lắp pin trước, lắp pin từ trước anh em nhé, trước khi vào bãi. Sau khi lắp pin vào lên đèn này, sau khi anh em vào bãi, anh em chờ khoảng 10-15 phút, máy nó sẽ thu được rơi tiếng rơi quân vị, nó thu âm một tiếng rơi nhá, và nó báo cho mình biết thế nào là chắn là nẻ anh em nhé. Cái máy này đi chơi thì anh em đúc trong người nhé, anh em đúc trong ống chân, ống quần, cặp quần, túi quần đều được hết anh em nhé. Quân vị chén đĩa là hoàn toàn xanh chín rồi, tôi sẽ test qua vấn đề quân vị cho anh em luôn, cũng như chén đĩa luôn này. Này, bát đĩa là không liên quan anh em nhé, này bát không liên quan này, đĩa không liên quan nhé, còn quân vị là không liên quan rồi. Tí nữa tôi sẽ xé lắp quân vị cho anh em xem luôn, này đĩa này, soi vào trong veo này, không liên quan thế nào anh em nhé, anh em chỉ cần cầm với máy đi thôi. Máy thì đi chơi thì anh em đúc trong người, làm video tôi sẽ để ra cái bát để nó kêu to, anh em cùng nghe và cảm nhận cái nhịp rung nó nhá. Nó rung rất là êm, rất là nhẹ, anh em đi chơi đúc trong người để người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được này. Tôi sẽ để máy rung ra cái bát này này, sau đó tôi sẽ sóc 1-2 tiếng bạc để cho máy nó thu được tiếng rơi này. Cứ có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được cho anh em này. Đó, có chẵn có lẻ rồi, tôi sẽ sóc luôn này. Anh em nhìn cái đèn nháy nó nhá, máy rung một này là nó nháy một đèn này, chắc chắn là lẻ này anh em này, 3 trắng này, chuẩn xác, nó là tuyệt đối 100% luôn anh em nhá. Cái sản phẩm này đi chơi thì không có độ sai số rồi, nó đẳng cấp và cao cấp nhất bây giờ rồi. Máy vẫn báo rung một này, đèn vẫn nháy một này, anh em nhìn được nhịp đèn anh em biết luôn này, vẫn là lẻ này, 3 đen này, 3 trắng chuyển sang 3 đen này, 3 đen và sóc này. Máy báo rung một tiếp này, vẫn là lẻ này, bạc cầu lẻ luôn. Đấy, 3 đen này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. 3 trắng này, 3 đen chuyển 3 trắng này. Sóc 3 trắng sóc tiếp này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. 3 trắng này, bạc đang bật cầu này. Đấy, đèn báo rung 2 này, chẵn này này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy, sau đây tôi sẽ bỏ quân vị đó này đi, tôi sẽ cắt quân vị bài, bộ vị bài ngẫu nhiên nhé anh em nhé, một bộ vị bài ngẫu nhiên là đấy. Đây, cắt một bộ vị bài ngẫu nhiên để tôi thử bằng quân vị bài anh em này, vì video không có nhiều thời gian, tôi sẽ thử một vị đóm và vị bài thôi. Còn anh em chơi bất cả quân vị gì, máy đều báo được hết nhá, quân bài, quân chắn, quân đóm, bao thuốc hay là anh em nước ngoài chơi một vị bài nước ngoài, bài nhựa, bài nhước, máy đều báo hết này. Tôi vị bài thì máy nó thu tiếng âm quân vị nên là anh em phải sóc một vài tiếng nhá, bất cả vị gì thì máy nó mới thu được, vẫn là chắn này, có chắn có lẻ là máy nó sẽ báo được này, vẫn là chắn này. Có chắn có lẻ rồi, máy bắt đầu sẽ rung và báo cho anh em nhé. Anh em đi chơi lưu ý nhá, cái vấn đề này là khi chơi phải chờ cho có chắn có lẻ thì máy nó mới bắt được
con vơi rơi quân vị và nó thu được tiếng rơi quân vị, nó báo cho anh em. Máy báo rung hai này anh em này, nhìn thấy đèn nháy hai cái này, chẵn này anh em này, không cần biết là sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này, sấp đôi tôi sóc tiếp này. Cái này chèn vị đề vị máy để báo hết nhá. Và cái cự ly khoảng cách từ quân vị cho đến bát đĩa, từ quân vị bát đĩa cho đến máy, anh em đánh được cự ly từ 5 mét quay đầu rồi, nó cự ly rất là tốt cho anh em đánh. Máy báo rung một này anh em này, nẻ này anh em này, ba đen này. Máy báo rung một tiếp này, nẻ này anh em này, vẫn là ba đen này. Đấy, chuẩn xác tuyệt đối 100% luôn này, trong vị đề vị máy để báo hết này. Máy báo rung một anh em này, nẻ tiếp này. Đấy, ba trắng này. Sau đây tôi sẽ để máy trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung nó này, xem nó độ rung rất là êm, rất là nhẹ này. Không bao giờ anh em có thể, người ngồi bên cạnh không thể nghe được này. Máy báo rung một này anh em này, nẻ này anh em này, đánh 100 triệu lẻ luôn này, ba trắng này. Máy báo rung hai này anh em này, sấp đôi này anh em này, à chẵn rồi này, không còn biết sấp đôi tứ tử này. Đấy, chẵn này, tôi sẽ sóc kỷ niệm anh em một tí bảng nữa này, tôi sẽ để máy ở đây. Máy báo rung hai này anh em này, chẵn này. Đó, trồng vị này vị máy đã quá hết này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online của tôi trên màn hình này. Tôi thì ở Hà Nội có hai cơ sở, một là gần bến xe Mỹ Đình này, hai gần bến xe Giáp Bát và khu vực phía Nam. Tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây này. Này, vị này, vị là hoàn toàn xanh chín anh em nhé. Anh em gần bất cả cơ sở nào, anh em qua trực tiếp cửa hàng, anh em đến cửa hàng tiếp đồ thử đồ thoải mái anh em nhé. Còn anh em nào mà ở xa, anh em không qua được, tôi sẽ tiếp đồ ok gửi anh em đường bưu điện, đường tàu xe chuyển phát nhanh. Làm sao anh em nhận hàng cách nhanh nhất, giúp anh em chơi, anh em gỡ gạc lại những gì anh em đã mất. Rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của tôi. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang mát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử cho anh em. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện, bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng. Cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi.
quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi, bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử luôn cho anh em nhá. Tứ trắng sóc này. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong mắt trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ vào số 2. Mở đây, không bàn là có chuyện sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này. Nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ. Mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi. Mở này, không bỏ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chứ ra đi mà thôi. Mở này, không mà sai. Ba trắng này anh em này. Tiếp này anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này, không mà sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này, không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình, chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này, ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là xanh chín rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sớm hai nó thiếu hai mặt nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình, trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh.